Good evening. Yeah, that's weird greeting. 6 giờ rồi các bạn ạ. 6 p.m. Ok, như vậy là chúng ta phải good evening. So, anyway. Và, yeah, of course, Unit 27. Tranh thủ là hôm nay này. Có thể là ngày mai, một chút ngày mai nữa. Thế là ngày kia đấy là sẽ phải đi làm rồi. Anyway, ok, go lên. Come on, you can do that. Làm gì nhỉ? Ok, Unit 27. Working and earning. Ok, vocabulary. Working and earning. Làm việc và kiếm tiền, đúng không? Yeah, ok. Working and earning. Right. Ok, cool. So, topic vocabulary. Right. Cái này. Cái là now. Đọc là ambition. Ambition. Ok, ambition. Cool. Next là now. Cũng là danh từ. Application. 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 Bạn nhớ nhé, cái dấu trọng âm đấy và dấu hạ thấp âm xuống. Cool. Alright. Bank account. Bank account. Okay. Bank account. Cool. Boss. Boss. Okay, nhớ đấy. Boss. Next. Career. Career. Cái từ này mình đọc sai 2 năm. Sau đó là nghe lại đấy thì đọc đúng. Career. Cái này. College. No no, I'm sorry. Colleague. Colleague. Nhớ nhé. League. Không phải là leech. Colleague. Good. Next. Company. 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 Good. Next. Contract. Contract. Good. Next. Department. Department. Good. Next. Deserve. Deserve. Okay. And this one. Earn. Earn. Okay. Cái này. Fame. Fame. A-E-A-M. Fame. Okay. Next. Goal. Goal. Okay. Cái âm cuối cùng đấy bạn phải ờ căng cong lưỡi lên đấy. Goal. Okay. Cool. Nếu không nó sẽ thành go là đi đấy, là một từ hoàn toàn khác. Bạn phải đọc là go. Okay. Next. Impress. Impress. Okay. Next. Income. Income. Next. Industry. Industry. Okay. Next. Interview. Interview. Next. Leader. Leader. Okay. Next. Managers. Managers. Okay. Manager. Okay. Cool. Next. Pension. Pension. Good. Next. Poverty. Poverty. Từ này đọc sai 3 năm. Poverty. Okay. Cool. Next. Pressure. 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 Okay. Nhớ nhé. Pressure. Không phải là press sure đâu, mà là pressure. Okay. Cool. Next. Previous. Previous. Câu này đọc như kiểu là chào bằng tiếng Nga ấy. Tiếng Nga chào là previous. Thì cái này là previous. Chắc người Nga đọc câu này họ giỏi lắm đấy. Okay, next. Profession. Profession. Okay. Profession. Okay. Next. Retire. Retire. Okay. Next.
Salary. Salary. Okay. Next. Staff. Staff. Next. Strike. 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 Next. Tax. Tax. Next. Wealthy. Wealthy. Okay. Wealthy. Không khó lắm đâu. Next. Ok. Như vậy là đã kết thúc top vocabulary. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phrasal verb. Ok. Để xem phrasal verb hôm nay có gì ạ? Call off. Call off. À, giống như là cancel, là hủy. Hủy cái gì đó. Call off. Give back. Give back là ok, return something you have taken or borrow. Hoàn trả lại cái gì đó bạn lấy hoặc là mượn ấy. Như kiểu là gửi trả đấy. Đổi trả, gửi gửi trả. Ok, go on. Go on. Có nghĩa là happen, là nó tương đương với happen. What happened? Thì thay bằng hỏi là what happened thì người đó hỏi là what's going on? Ok. Ok, cool. Nên là trong cái trường hợp này đấy, theo mình theo mình thì verb là happen, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa mà nó khá là nó còn hơn cả happen nữa. Nó có một ý nghĩa là happen nhưng mà giống như một cái nó nói về tiếp diễn ấy, thì phần nào nó cũng mang ý nghĩa của continuous. Ok, nên là đó là cái lý do mà một số trường hợp người ta chọn go on chứ không phải là happen. Ok, cool. Next, put off. Ok, delay to a later time. Delay, tóm lại là delay. Hoãn, hoãn lại. Ok, set up, start a business organization. Oh, ok. Cái từ setup này mình nghĩ là nhiều bạn giỏi tiếng Anh đấy hoặc là nhiều anh chị đi làm đấy thì sẽ không lạ. Ok. Stay up. Go to bed late. Ok, đi ngủ muộn thì gọi là stay up đúng không? Ok. Take away, remove. Ok. Bỏ cái gì đó đi thì gọi là take away. Mang cái gì đó đi thì gọi là take away. Và nếu như bạn hay đi ăn ngoài quán ấy, mang cái đồ mang về người ta cũng gọi là take away. Ok, nên là nói thêm cho bạn hiểu, take away. Ok. Hoặc là khi đến order ở những cái quán, ví dụ bạn có đi nước ngoài đấy, hoặc là vào những cái khách sạn 5 sao mà bạn sử dụng tiếng Anh đấy, thì có thể người phục vụ sẽ hỏi bạn là you want to have it here or take away. Ok, thì take away có nghĩa là mang đi, mang đồ đi ăn, ăn uống ở chỗ khác. À, mang về. Ok, take over là take control of a business. Ok, cool. At the moment. Thì nó bằng với lại and now. In charge of. Ok. In charge of nó giống như kiểu là nó bằng với từ responsible. Responsible. Nó có cái ý nghĩa gì đó nó tương đương một phần nào đó thôi, chứ không phải là tất cả. On business. On business. Ok. On strike. On strike. Ok. On time. Alright. On hoặc là off duty. Ok. À, cái này là thường giống hơn với những cái giống như cảnh sát đấy. Cảnh sát mà hết giờ làm đấy thì gọi là off duty. Nếu mà đang trong giờ, đang trong ca trực đấy gọi là on duty. Và on time này on time này nhiều bạn sẽ gặp những cái trường hợp đấy là in time, thì hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau như thế nào thì bạn hãy thử tìm hiểu xem nó khác như thế nào và sau đó hãy nói cho mình biết. Ok, thì sau đó mình sẽ nói cho bạn về cái ý kiến của mình về sự khác nhau của on time và in time. Mình thực sự không muốn nói cho bạn biết ngay đấy, bởi vì nếu mà làm như vậy đấy thì bạn sẽ không không có hoạt động nào cả, nên là
Nếu mà có không không có hoạt động đấy thì là không phải là học, cho nên là I'm sorry. Okay. I have to do that. Hoàn ngoại cái ngoại cảnh đấy bắt mình phải như thế. Okay. So we have word formation. Okay. Hay còn gọi là word building. Thì cái này cái khó là nếu bạn chưa biết là những cái đuôi mà tạo thành từ một cái từ nào đó đấy thì bạn phải tìm cái bài học có nhan đề là word building ở trong cái playlist này thì bạn sẽ thấy thì sẽ rất là dễ hiểu. Và như mình nói đấy à, học một từ nhưng mà biết được ba bốn từ. Ok, ví dụ nhé, assist. Ok, bạn biết từ assist đúng không? Thì để tạo thành danh từ đấy có hai cách luôn. Một là assistant là chỉ người, và assistance là chỉ một danh từ nhưng mà không phải là chỉ người. Ok, đó. Thì đuôi ant. Ok, và đuôi ok, tant và đuôi tance đó đều là tạo thành một danh từ đúng không? Ok, hoặc là beg thì danh từ chỉ người là beggar. Ok, boss, bossy mới là tính từ. Ok, employ, employ. Ok, thì danh từ của nó là employment hoặc là unemployment hoặc là employer hoặc là employee hoặc là unemployed. Ok, bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, thấy không? Một, biết một từ mà học được. Biết một từ mà có thể học được rất nhiều từ qua đó. Như vậy là đây là một điều kỳ diệu bạn. Cái phần word formation là một điều kỳ diệu cho những bạn nào mà đang yếu về từ vựng hoặc là muốn xây dựng nhiều từ vựng hơn. Thì đây là một cái chìa khóa rất là lớn, bạn nên nhận lấy. Và chúng ta có fame. Mình nhớ là mình đã nốt vào đây rồi mà sao bây giờ nó không hiện lên nhỉ? À, chưa nốt. I'm sorry. Fame thì mình có famous. Famous. Ok, cool. Tiếp tục này. Mình có occupy. Occupy. Sau đó mình có sẽ có occupation. Ok, bạn nhớ khi mà chuyển thành danh từ thì nó sẽ đổi trọng âm, chuyển stress. Thay vì occupy thì nó là occupation. Được từ là op thì nó chuyển thành occupation. That's it. Office, officer, officer, an official. Hai cái này khác nhau nhé. Nên khi đọc đấy bạn phải cẩn thận. Official, officer, hai cái khác nhau đúng không? Cái này chỉ người này, cái này là không phải. Cool. Yeah, okay, cool. Retire, retired, retirement. Okay. Safe, 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 unsafe, safety. Hơi khó nhỉ. Ok, tiếp tục này. Succeed, succeed. Ok, success. Ok, và unsuccessful. Ok. Thì cái từ này là mình học được cách phát âm của nó là nhờ một cái anh bạn là nó là bạn thì không đúng mà nghe nhiều tuổi hơn mình. Anh ấy là đầu bếp người Nhật nhưng mà làm ở Mỹ giờ rất rất nhiều thời gian rồi. Tên là Miwa, Miwa, Miwa rằng thì anh Miwa này là nói tiếng Anh rất là giỏi, cho nên là mình thường nói chuyện với anh ấy. Hồi đấy là mình cũng đang bập bõm học tiếng Nhật ấy. Thế sau rồi là bỏ bê nên là cũng khá quên khá nhiều. Nhưng mà tiếng Anh thì hai người đều nói chuyện với nhau thì Miwa có bảo mình là đọc là success, success, succeed. Thế mình hỏi là tại sao? Miwa nói là tao chẳng biết, chỉ biết là đọc vậy thôi. Ok, thì ý mình nói là người Mỹ người ta, cái người nước ngoài đấy, người ta đã có một cái văn hóa như vậy và mọi người đều làm theo. Thì đó là cái khó của chúng ta. Cái khó của chúng ta là chẳng có văn hóa nào cả. Ý mày là không có môi trường đấy để mình học theo hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đấy, mọi lúc mọi nơi đấy, nên là cứ phải đợi mỗi ngày đấy 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ để lên bài học mới học tiếng Anh được. Còn đến lớp nói chuyện với bạn thì không bao giờ học tiếng Anh bởi vì chúng ta sử dụng tiếng Việt đúng không? Nên là nếu bạn có một ý tưởng hay đấy thì những người học tiếng Anh nên gặp nhau và nói chuyện bằng tiếng Anh thử, bạn sẽ thấy một cảm giác khác hẳn. Những gì bạn học được đấy bạn sẽ sản xuất, thì cái ở trong trường hợp này cái kỹ năng sản xuất đấy sẽ
rất hiệu quả. Và kỹ năng tiếp nhận, nhưng mà kỹ năng tiếp nhận sau đó là kỹ năng sửa lỗi cho nhau nữa. Bạn có thể sửa lỗi cho nhau. Rất là nhiều, rất là hiệu quả. Thì trong trường hợp này đấy, anh Mia anh ấy đã sửa lỗi cho mình. Đọc là succeed, không phải là succeed. À không phải, succeed. Mình đọc sai. Ok, anyway, that's it. Alright, thì đó là câu chuyện của succeed, succeed. Ok, cool. Và sau cùng đấy chúng ta có word patterns. Word pattern ở hôm nay chúng ta có adjective, verbs và nouns. Đó, ba nhóm từ như vậy thôi. Thì nhóm đầu tiên về adjective thì chúng ta có careful with, ok, difficult for, fed up with, ready for, responsible for. Ok, verb thì chúng ta có applying for, depend on, inform somebody about. Inform somebody about. Thì mình sẽ nhắc lại cho bạn nhé. Somebody đi ở đây nhỉ? Tức là trong tình huống thật đấy, sẽ là một cái danh từ chỉ người ở đây. Inform somebody, ai đó. Ok, tiếp nhé. Refer to, work as, work for. Và danh từ nouns thì có a kind of. Ok, cool. Bạn cũng có thể mình cũng quên là không biết nghĩa hay là ví dụ của nó ấy. Trong ở cuối cuốn sách này này có phần word patterns của từng unit một, thì bạn có thể đến đó để tham khảo thêm những cái sự chú giải của mấy cái này. Còn về ý nghĩa của nó thì bạn có thể ok mình không bạn là bạn hãy tự tìm ý nghĩa của nó ở trên mạng đấy, bạn đánh lên trên Google là sẽ ra ý nghĩa. Ok, và bạn chỉ cần ghi chú vào sách của mình thôi, hoặc là notebook vở đấy. Và ghi chú một lần không học thuộc nhé. Để khi nào cần thiết ấy, bạn sẽ lấy đó làm để tra cứu đấy. Chỉ lấy để tra cứu thôi, reference thôi, không phải là để học thuộc. Ok, cool. Are you ready? Sẵn sàng chưa ạ? Nếu sẵn sàng rồi thì let's go to the bài tập. Ok, work. Ok, go to the work. Topics, vocabulary. Ok, choose the correct answer. Hãy chọn đáp án đúng. Bài này thì hầu hết sẽ là về danh từ. Mình sẽ gợi ý cho bạn nhiều nhất có thể thôi nhé. Number one này, Bob joined the about 6 years ago. Ok, ở đây ấy, nó sẽ là một cái ý nghĩa của nó đấy, giống như từ firm vậy, hoặc là organization, organize. Organization, đó. Một từ vào đây, ok. Bằng với firm, hoặc là organization. Thì là nó. Ok. Two, we lost 10 million pounds last year because of workers over money. Ok. Bạn có nhìn thấy cái này không ạ? The workers. Ok, rất là đây chính là sở hữu cách, sở hữu cách bạn nhé. Thì thông thường đấy, sở hữu cách đấy thì là ví dụ như thế này. Nhưng mà với trường hợp mà số nhiều đấy, có S đấy, thì bạn không phải thêm S nữa, mà bạn chỉ cần có cái dấu phẩy nhỏ nhỏ ở trên thôi, thì nó sẽ thể hiện sở hữu cách. Có nghĩa là đằng sau nó là một cái danh từ. Thì bạn điền một cái gì rất là thích hợp vào đây. Ok, thứ nhất là đây, we lost over. Ok, thứ nhất là mất này, loss này, về tiền bạc này, tức là thiệt hại về tiền đấy, tức là cái việc này xảy ra không ai mong muốn cả, và đó là một việc không tốt. Đó, thì bạn chọn nhé. Ok, number 3, I'm sure it's good to be well known, but isn't everything. Ok, cái này tất nhiên rồi là chủ ngữ đúng không? Thì nó sẽ là danh từ, cụm danh từ. Thì nó bằng nghĩa với cái từ well known, be well known. Đó, bạn chọn một từ chung với nó là xong. Number 4, don't sign the until you read every word of it. Đây là một cái tình huống của giống như có một cái biên bản hợp tác ấy, của hai bên đấy. Có thể là hai doanh nghiệp, hoặc là khách hàng, hoặc là doanh nghiệp, thì họ ký một cái biên bản hợp tác. Thì cái từ nào có gần ý nghĩa nhất với cái đó thì bạn cho vào đây. Ok,
Năm, my grandfather stopped working 2 years ago and now he gets a... Okay, stop working. Grandfather này, tức là khá khá cao tuổi đúng không? Stop working nghĩa là nghỉ việc. Thì sau đó anh ấy sẽ nhận được một cái gì ạ? Ok, một cái nào gần nhất đúng không? Ok, cool. Charles worked in the same job for almost the whole of his... Ok. Bạn biết không? Bạn chỉ cần tìm cái một cái từ nó có cùng nghĩa với same job này. Job, cùng nghĩa với job là được. Ok, that's it. Ok, so number 7, you should be able to save a little money with an of 30,000 euro per year. Ok. rồi. Save này. Save. Save này. Xong rồi money này. Xong rồi per year này. Chỉ có một lựa chọn gần nghĩa rất nhiều, gần nghĩa với nó nhất thôi. Và rất là dễ, không khó lắm đâu. Good luck to you nhé. Number 8. Can I introduce to Isaac a of mine from work? Ok. Đây là một cái tình huống mà mọi người giới thiệu với nhau đấy. À, tôi có thể giới thiệu với bạn về Isaac không? Anh ấy là của tôi ở chỗ làm đấy. Ok, cool. B nhé. Complete using a word from the letter given. Ok. Hãy complete này, mấy cái câu này phải complete nó nhỉ. Using the word from. Using the word from. À, sử dụng một từ mà được thành lập bởi những cái chữ cái cho trước. À, đấy là họ cho những chữ cái lộn xộn đấy. Thì mình phải xếp đúng vị trí của nó để thành một cái từ thích hợp, đúng không? Ok, cool. Bài này rất là hay. Bài này rất là hay. À, một nét number one này. I had a lot of responsibility in my... Ok. Mình gợi ý cho bạn nhé. Cái từ này này, nó bằng với từ old. Ok. Thì old job hoặc là cái gì đó bằng với... Ok nhau. Ok, number two. Why not open one of our new super saver bank? Ok, trong phần topic vocabulary đấy, thì có bank gì đó, nó chính là nó đấy. Number 3, it's always been my to work in advertising. À, ok. Lúc nào đấy cũng là cái đam của tôi đấy. Khi mà làm việc trong cái ngành quảng cáo, tức là ok. Rất là mong muốn cháy bỏng một cái đó kiểu như vậy để vào đây. Ok, Frank left university and got a job in the computer. Ok. Computer. À, cái từ này sẽ bằng với lại field. Ok, good luck to you. Five. The family lived in after Mr. Bucket lost his job. Rồi, bị mất việc. Lost his job. Ở nước ngoài mà bị mất việc nguy hiểm lắm ạ. Bởi vì người ta thường không, cái cách gia đình không thường chung sống với nhau đấy, cho nên là rất là khó họ hỗ trợ cho nhau. Kể cả họ có sống chung với nhau đấy thì họ cũng chẳng hỗ trợ cho nhau đâu. Hoặc kể cả họ không sống chung với nhau và biết nhau đấy, họ cũng không hỗ trợ cho nhau đâu ạ. Nên là nếu mất việc đấy có nghĩa là một thảm họa, mất hết ạ. Nếu mà mua trả góp đấy thì ngân hàng sẽ đến lấy hết, không còn một cái gì cả. Có nghĩa là cái số tiền bạn trả đấy là ngân hàng sẽ tịch thu luôn. Có nghĩa là bạn lỗ lắm đấy ạ. Có nghĩa là mất việc là một thảm họa. Tragedies. Ok. Thảm họa ở đây chính là cái này. Ok. Six. His parents left him a lot of money and now Neil is extremely... Cái này đồng nghĩa với rich bạn nhé. Nhớ lại đồng nghĩa với rich nhé. Không phải là rich đâu. Now, number seven. You usually need a degree and some training to join a teaching. Oh. Teaching. Cái này. Ok.
Ok, nói chung cái từ này là rất là hay. À, mình vừa ý nhé, cái từ nó sẽ bắt đầu với P. Chữ cái P là chữ cái đầu tiên. Alright, S này. All members of here to get 3 weeks holiday a year. Ok. Cái chữ này bắt đầu với S. Ui, gợi ý nhiều quá nhỉ. Anyway, next. C. Complete using the correct form of the verbs in the box. Complete là complete mấy cái câu này bạn ạ. Using the correct form, hãy sử dụng cái dạng đúng của từ nhé. Tức là nó dạng của nó chưa đúng đâu, bạn phải thay đổi gì đó đấy. Of the verbs in the box, của những động từ ở trong cái box này. Ok, number one nhé. À, trước khi vào đấy bạn sẽ phải chắc chắn là mình hiểu nó. Ví dụ deserve, earn, impress, interview, retire and tax. Alright. Và chúng ta bắt đầu với number one. Isabel really her managers and soon she was given a better job. Bạn còn nhớ cái cấu trúc ở trong hình như trong bài học hay sao nhỉ? Phải trong bài học nhỉ? Bài lần trước ạ, cũng có một mẫu câu y hệt như này. Trời ơi. Bạn thấy không? Nó ở bị động xong lại còn ở quá khứ nữa. Nhưng thực chất đấy, nó diễn tả một ý nghĩa trong tương lai bạn ạ. Mà gặp rất dở hơi nhé. Anyway. Tóm lại là cô ấy sẽ, chứ không phải là đừng nói là cô ấy đã hoặc là đã được hay gì đó, mà cô ấy sẽ. Ok, xin. Chẳng hiểu nhỉ, chẳng học tí nào cả. Không biết ông bà nào phát minh ra cái câu này. Anyway. Nhưng mà nó được công nhận bạn, nó được cả thế giới công nhận, thế giới người nói tiếng Anh công nhận là đúng. Anyway, thì chúng ta cũng đi theo họ thôi. Tan nước theo mưa bạn nhỉ. Anyway, hình như cái thành ngữ mình dùng cũng không hợp lý lắm đúng không? Thôi bỏ đi. Anyway, thế câu kêu này điền cái gì vào? Ok, có nghĩa là cái này nó thuộc về từ vựng đấy. Ok, thì bạn làm thôi. Nhưng mà hãy chú ý về chiến lược thời gian là mỗi câu đấy bạn hãy giới hạn với nó chỉ 2 phút thôi. Hết 2 phút đấy bạn phải next. Sau đó làm cho đến number 6 đấy, làm xong rồi đấy thì bạn sẽ quay lại làm những câu chưa làm được. Thì đến lúc đó thừa ra cái từ nào đấy thì khả năng cao nó sẽ là từ đó. Đó là chiến lược của mình. Ok. À đó, cái này là về phần từ vựng nhất, tự bạn làm đi. Number 2. My dad said that he wants to when he's 60. Ôi rồi. Đấy mà bố tôi lại bảo là ông ấy sẽ khi anh ấy 60 tuổi sẽ làm gì nhỉ? Ai cũng biết đúng không? Number 3. Everyone who applied for a job before making our decision. Ok. Trước khi mà chính thức chọn ai đó làm việc đấy thì họ phải làm gì bạn nhỉ? Họ phải tất cả một lượt đúng không? Sau đó họ sẽ chọn ra. Ok, the government, four này, the government, everyone who works and then spend the money on the roads, hospital, and things like that. Chính phủ này, mọi người làm việc. Tức là ai làm việc thì chính phủ sẽ áp vào người đó. Và sau đó thì sẽ lấy cái tiền đó để chi cho đường xá này, bệnh viện và những cái thứ giống như vậy. À, vì vậy mọi người bị gì nhỉ? Ok, cái này là good luck to you. Number 5. Wendy works hard for the company and I think she a more challenging job. Ok. Cái này nó có ý nghĩa. Ok, cái này là có nghĩa là từ vựng. Thì chúc bạn may mắn. Good luck to you. Number 6. I read recently that women still less than men for the same job, and I don't think it's fair. Ồ, thật công bằng, phụ nữ làm giống cái công việc với nam giới đấy mà lại thấp hơn à? Họ đang nói về vấn đề gì bạn nhỉ? Ok, cool. Good luck to you. Nó cũng giống như kiểu là working and earning đấy, thì working là cái job này này, còn earning đấy thì chết rồi. Mới nói đáp án xong. Anyway, phrasal verb bạn nhé. D. Write one word in each gap.
Ok, nhớ là cái này là phrasal verb, nên là khi nào mà quên ấy thì bạn cứ thoải mái quay lại thôi ạ. Number one, a Japanese company has over the place where I work and I might lose my job. Bạn tìm nào một cái từ nào đó này. Với over, em mình thử nhé. Thử thử nhé. Let me check. Phrasal verb đâu? Đây. À. Mình thấy rồi đấy. Ok. Cool. Đó, dễ lắm. Thế sau đó là nếu bạn muốn hiểu nghĩa của nó đấy thì bạn đoán ra thôi. Còn mình cũng không 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 khuyên bạn là tra từ điển dịch từng từ một đâu. Bởi vì nó không đem lại nhiều kết quả đâu. Ok, number two. The boss came into the office when we were laughing and wanted to know what was. Gì vậy? Cái này bằng với happen. On này. Ok, three. Từ từ đã. Ok, thôi, mình đọc tiếp cho bạn. Do you think we could... Không phải mình đọc tiếp cho bạn mà mình đọc trước đấy. Để bạn biết đọc như thế nào đấy, rồi bạn đọc theo đấy. Bạn nên nhớ nhé là mình đọc to những từ đó lên để bạn nghe, sau đó bạn sẽ đọc sau đó. Chứ không phải là mình đọc để cho bạn chỉ nghe thôi ạ. Bởi vì cái điều đó đấy sẽ làm giảm hiệu quả của việc học nếu bạn không đọc. Nên là hãy cẩn thận. Ok. Do you think we could the meeting off until next Thursday? Ok. Cái này bạn thấy từ off này và nó đồng nghĩa với từ delay. Four. The computer in my office broken down, so they it away to fix it. Máy tính bị hỏng này, sau đó người ta đã nó để sửa. Take up chết rồi. Sorry. Five. Many of staff were ill with flu that week, so the director decided to the meeting. Ok. Đó, cái gì đi với off này? Meeting mấy staff này bị ốm xong nghỉ hết này xong thì làm sao meeting được nữa đúng không? Nên là phải cancel, em hiểu, bạn hiểu không? Ok, number 6 nhé. I'm tired because I had to last night to finish rồi tired mệt này rồi lại để đêm qua này. Ôi, chắc chắn là không phải ngủ sớm rồi đúng không? Anyway, 7. My car belonged to the company, so when I lost my job, I had to. Thấy không? Mua trả góp đây. Mất việc là phải đấy. Làm thế nào đó. Cái gì bách nhỉ? Ok, anyway. Buồn lắm ạ. Janice is thinking of up her own restaurant. Đó. Wow. Wow. Her own restaurant. Cái gì up her own restaurant? Như kiểu là start a business ấy. Bắt đầu một cái công việc kinh doanh của mình ấy. Ok, cool. And that's it. Prepositional phrases. Ok. Đó. Bạn nhớ cái phần này chưa ạ? À? Chính là cái phần này nha. Ok. Match to make sentences. Ghép, ghép, ghép đôi. Ghép đôi để tạo thành câu đúng không? Thực ra match không phải là ghép đôi đâu. Ok. Match mình cũng có... Mình gợi ý cho bạn nhé. Mình mới nghĩ ra một cái từ. Bạn có thể hiểu nó là pair, match hoặc là pair đều được. Yeah. Anyway, one, I'm afraid we're not looking for new worker. Rồi, ok. Cái cụm từ này rất là rõ đúng không? Ngay đầu tiên luôn. Nói chung bài này cũng khá thú vị đấy. They said on the news that the bus drivers are on. Ok. On. Ok. Bus driver. Mấy người lái xe buýt đang bị như vậy đấy. Đang... Ok, 3. In his new job, Paul is always traveling on. On. Traveling on. Ê. Is always traveling on. Ok. Ok. Bạn ok mình gợi ý cho bạn nhé, cái từ away này này là đi vắng đấy, thì nó đồng nghĩa với cái từ không ở nhà. Nên là cái mệnh đề thứ hai đấy nó sẽ là như vậy. Ok, four,
It was quite nervous. No, I was quite nervous. For the first time, I was in... khá là lo lắng, khá là hồi hộp đấy. Khi mà lần đầu tiên phải đảm nhiệm cái gì đó. In, okay. Annie works as a security guard and she's on... Okay. Number six. My boss said that if I wasn't on... Oh, ông chủ tôi nói là tôi, nếu mà tôi không giờ thì tôi sẽ... Okay. 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 Good luck to you. Nếu cần thiết hãy quay lại prepositional phrases nhé. And sau đó thì next. F. Complete by changing the form of the word in capital. Ah. Hãy complete là mấy cái này này là cần complete vào nó. By changing the form bằng cách đổi cái dạng của cái từ được viết hoa. Okay, cool. Đây, mấy cái từ này. Thể nhá. Ôi, nó có cả picture luôn này. Một ông già râu tóc xồm xàm xong áo rách nữa chứ. Okay, cool. He's a... Ở đây là một cái danh từ chỉ người đúng không? Now, nhưng mà chỉ người nhá. Đây, number 2 này. He's an... Cái này cũng vậy. Danh từ chỉ người. Okay, nhưng mà riêng cái tiếp thì... Riêng cái này thì... Okay, bạn nhìn nhá. Cái cô này giống như kiểu kỹ thuật viên đúng không? Okay. Mắt trợn ngược xong mồm há hốc lên đúng không? Xong rồi cái gì đó giống như kiểu bị toang ra đấy. Thì cậu ấy nói một câu gì đó. Ok, có nghĩa là cái việc này thật là không hay rồi. Trong khi sếp ấy là lại an toàn thì bạn phải phủ định nó đi thì sẽ thành việc không hay, thế thôi. Nhưng mà đúng đấy. Ok, cool. Number 4 này. They are... Ok, họ là... Ok, họ là ai? Không phải là boss rồi đúng không? Ok. Thì họ là cái này. Bạn phải thành lập một cái danh từ chỉ người ở đây. Nhưng mà nhớ là chủ ngữ they. Nên là bạn phải chú ý đến cái số lượng của danh từ này. Nào, number 5. He. Ok. Cái này là bạn còn nhớ cái bài trước không ạ? Cái bài trước bài này mình còn nói về việc phải không nhỉ? Không phải bài trước nữa không? Cái pre-20 gì đó. Em nói về cái mẫu câu linking verb ấy. Thì đây chính là như vậy. Subject này, linking verb này và complement. Và complement ở đây chính là adjective. Thì bạn phải để một cái adjective vào đây là xong. She's a police. Ok, danh từ chỉ người đúng không? Vào chỗ này. G. Each of words in bold is wrong. À, một cái word mà in bold này này thì sai, wrong. Write the correct one. Ok, write the correct word. Viết cái từ đúng vào đây. Ok, cool. One. The managers told me I was too... Ok, chỉ có một lựa chọn thôi bạn. Bạn quay lại cái phần word formation này. Chỉ có một lựa chọn như thế này thôi. Ok. That I should discuss thing with... Ok. Bạn có nhìn thấy từ to không ạ? Chúng ta mới học bài về comparative. Không phải comparative. Trước đó, cái cách sử dụng to... Đợt sau to chỉ là tính từ thôi. Nhưng mà ở đây phải là tính từ bạn nhé. Đó. Ok. Being a firefighter is very stressful. Ok, cool. Đây là một cụm danh từ bạn nhé. Có nghĩa là tất cả những cái gì trước nó đấy là bổ nghĩa cho cái danh từ ở cuối cùng. Thì đây phải là một danh từ chỉ về nghề nghiệp. Nghề nghiệp nhé. Nhớ ấy, mình không nói là... Ok, nghề nghiệp. Ở đây. 3. It takes a lot of hard work to be in this business. Ok, number 3. It takes a lot of hard work to be in this business. Ok. Thì bạn có nhìn thấy be ở đây không ạ? Thì... lại một cấu trúc rất là dễ thấy đúng không? Vì sau be đấy thì nó sẽ là một cái tính từ ấy. Thì bạn chỉ cần tìm một tính từ adjective ở đây là xong. Ok. I wouldn't like to become so so that I couldn't go out in public. Ok, bạn còn nhớ cái cấu trúc của mình không ạ? Cấu trúc với so that ấy
Và ở đây đấy, vị trí của nó phải là gì? Okay, good luck to you. Number five, Kate is 60 next week and she's leaving. Okay. Người ta nói cái việc này khi mà đang ở một cái cơ quan này, về một cái cô nào đó và đã 60 tuổi rồi và tuần sau đấy cô ấy sẽ không làm ở đây nữa, cô ấy sẽ rời khỏi vị trí làm việc đấy. Bởi vì chắc là đó. Okay. Thì so remember to wish her a happy. Okay. Thì đây là một cụm danh từ bạn nhé. Có nghĩa là bạn phải chuyển retire thành một cái danh từ. Cool. Six. It took Ralph a long time to find a new job. He was for nearly 2 years. Mất một cái thời gian rất là dài để rất là lâu để Ralph có tìm được một công việc mới. Thì có nghĩa là trước đó đấy, người ta giải thích thêm cái mệnh đề sau đó đấy. Như chú ý nhé, ở trong văn nói văn văn viết tiếng Anh đấy, khi mà đang có một câu xong rồi có một cái gạch cái này đấy, có nghĩa là cái đó sẽ giải thích cho cái mệnh đề đằng trước đó. Ok, thì nó giải thích cho cái thời gian trước khi tìm được việc đấy, anh ấy ở tình trạng gì thì bạn điền vào đây. Ok, good luck to you. Word pattern. Circle the correct word. Ok, I don't know. Ok, sorry, circle the correct word. Vẫn bị ám ảnh bởi cái từ kia. Anyway, kệ đi. Tí nữa tính tiếp. Circle the correct word. Hãy khoanh tròn những cái từ đúng. Tức là ở trong mỗi cái câu này sẽ có hai đáp án. Bạn phải chọn một. Ok, look. Và đây là word pattern bạn nhé. Nên là nếu bạn bị quên ấy, thì hãy quay lại bất cứ lúc nào bạn cần thấy phải như vậy. Ok, number one. I don't know why, but I've always wanted to work. Ok, bạn tìm một từ nào đi với work là xong. Ok, two. They want a computer programmer at the office down the road and Fiona has applied the job. Ok, cái này apply đi với cái gì đúng không? Cool. Three. I'll look after the office while you're away. You can depend me. Ok, depend. Ok, cool. Mình đang định nói là thực ra cái cách nói này đấy thì mình không biết nữa. Nhưng mà trước đến giờ mình người ta không nói theo cái như vậy. Người ta nói là you can count on me. Ủa, chết rồi. Ok, anyway. Four. My mom is a neurologist and ok, không có em. Which is kind. Rồi, cái này quá rõ luôn đúng không? Doctor. I think it's time for a change. I fed up with working here. I'm sorry. Tessa is responsible answering the phone and taking messages. Responsible. Alright. I write one word in each gap. Okay. I wanted to become a vet, but the course was too difficult. Me? Okay. Vet? Bạn có biết vet là gì không ạ? Vet là như kiểu là như kiểu là mấy cái người mà chữa bệnh cho mấy con thú cưng ấy, thú nuôi ấy. Đấy đấy thì gọi là vet. Hình như vậy. Anyway, I just like two. Roberto got up late, only had 10 minutes to get ready. Okay, work. Okay, when they informed me. Đó, bạn thấy không? Me, đấy, me ở đây chính là somebody này. Chúng ta phải inform nữa này và chúng ta phải để cái gì thế này. The hours I have to work, I couldn't believe it. Please be careful. Be careful, my laptop, I need it for work. Okay, five. Is it a good idea in the interview to refer your previous job? Okay. I like working a large company because there's a lot of opportunities. Ok. Không khó lắm, đúng không? Nếu bạn quên thì hãy cứ quay lại bài học. Và sau đó hãy cố đoán nghĩa của mấy cái cụm từ và câu.
hãy cố gắng hết có thể. Còn nếu mà cố mãi không được đấy thì hãy cứ tiếp tục, vào một lúc nào đó đấy bạn sẽ hiểu được nó. Nó sẽ dần dần hiện ra trong đầu bạn. Nó cứ hình ảnh đấy nó sẽ rõ dần ra. Và đó là cái cách mà chúng ta học bất cứ thứ gì. Không phải là logic. Không phải là suy luận đúng không? Chúng ta rất là khó suy luận ngôn ngữ. Anyway, vẫn lăn tăn về cái trường hợp sật xịn. Anyway, bây giờ mình sẽ kết thúc bài học và sẽ kiểm tra xem sật xịn trong trường hợp này nó là cái gì. Thực ra cái mình không chắc chắn ở đây là mình không chắc chắn là sật xịn ở đây là tính từ hay là danh từ ấy. Mình nghĩ nó là tính từ. Nhưng mình nghĩ là nếu mà nó là tính từ đấy thì tại sao lại bị sai ạ? À? Anyway, cool. Thôi, hẹn gặp các bạn sau nhé. Mình phải làm việc này ngay lập tức đây. Mình không thể chịu được nữa rồi. Ý mình là mình không thể đợi được. I just can't.